mời nhà thiết kế Powder Sita Happy Nguyễn tiến về khu vực nhỏ đỏ. Và những đại diện của các team này đến từ khu vực hàng đỏ. Và sau đây xin chào đón MC Thanh Bảo đến từ khu vực hàng đỏ. Chị có top 3 của lòng mình không? Chị có top, chị có top 3 của lòng mình không? Hello công chúa có hoa hậu của lòng mình chưa? Chúng ta thật sự ra bốn cô gái, ai cũng xuất sắc hết, người ai cũng rất là xinh đẹp với tài năng. Nhưng đó là cái mà người cái thích nhất đó là lề nam. Cái gì đó lề nam sau hậu hoa hậu năm nay. Cái điểm gì ở Lệ Nam mà làm cho công chúa nghĩ đó là Lệ Nam có khả năng trở thành một hoa hậu? Cái câu chuyện của Lệ Nam á, khi mà đi trong phần phỏng vấn, phỏng vấn đó là phỏng vấn. Cái câu chuyện của Lệ Nam đi trong phần phỏng vấn á, anh chị cảm thấy rất là hay và rất là ý nghĩa, nó truyền được cái thông điệp. Chị rất là thích cái câu chuyện của Lệ Nam, là cái điểm mà Lệ Nam rất là xinh đẹp và rất là tỏa sáng trong cái bóng tối, cái mặt rất là sáng rực, mà cái chị rất là thích. Chị đã có cái top 3 của lòng mình chưa? Bất khả đã có top 3 rồi. Ngọc Châu, Hương Ly, Nam Anh. Trong 3 người đó thì chị nghĩ ai sẽ là hoa hậu nếu như 3 người đó thật sự là top 3? Trong lòng của Bất khả đó là Bất khả thích Ngọc Châu luôn. Tại vì 2 chị em chơi thật, kinh hình rất nhẹ chút xíu. Chú đã có top 3 của lòng mình chưa? Tất nhiên rồi. Bây giờ chú nói mà con đó nha. Top 3 của chú là có miền Nam, miền Trung là thứ hai và thứ ba là miền Bắc. Chú muốn ba miền hội ngộ như thế để tranh tài cho nó đã. Còn đúng hay không là tùy ban giám khảo á nha, không phải tùy chú à nha. Cảm ơn chú. Top 3 sẽ là đại diện miền Bắc, miền Trung và miền Nam, hiểu chưa? Và như vậy nếu chú đoán sai thì bình thường, bởi vì ban giám khảo quyết định chứ đâu phải ban giám khảo đúng không? Nhưng nếu chú đoán đúng, con phải có phần thưởng cho chú. Nếu như chú đoán đúng thì con sẽ có một phần thưởng là một bài phỏng vấn về ước mơ của chú thôi ạ. Đúng rồi, ước mơ trong trường này của chú rất tuyệt vời. Hy vọng rằng mình sẽ kết nối với nhau. Cảm ơn chú ạ. Lòng mình chưa? Nói với anh đó, top 3 hiện tại á là
Khánh Vân, Kim Duyên với lại Thúy Vân thôi. Còn mà top 3 hiện tại trên kia thì anh thật sự là có quá nhiều thí sinh rất là xuất sắc bây giờ. Anh không biết là chọn ai nữa bây giờ. Chọn một người, bỏ một người thì người đó sẽ buồn hay gì chẳng hạn. Cho nên bây giờ cứ cuộc cũng đồng đều đi. Còn về thật sự á, anh vẫn mong á là Lệ Nam vẫn có thể là sẽ nằm trong top 3 của đêm nhạc này. Cảm ơn anh. Anh có thể cho em biết top 3 đêm nay mà anh đã chọn ra trong lòng mình là ai không? Nói thật sự để chọn thì Quang không biết cái nào để chọn hết. Tại vì mỗi bạn thí sinh, mỗi bạn đều là hoa hậu. Tất cả các bạn đều giỏi từ các bạn xưa, từ các cái tư duy cho tất cả các hình thể của bạn. Đối với Quang, tất cả các bạn dù hôm nay ai đạt vương miện hoa hậu Hoàng Vũ năm 2022 thì đều là người xứng đáng và Quang chúc mừng tất cả các bạn. Cảm ơn. Anh đã có lựa ra cho mình top 3 của đêm nay chưa? Thấy các bạn đều đưa xuống em thì anh thấy có rất là nhiều gương mặt nổi trội như là Tú Ly nè, Ngọc Châu nè, Tuyển Tiên nè, Nam Anh nè, và nhiều nữa. Thì anh hy vọng các bạn hôm nay sẽ có sự tỏa sáng. Nói chung là anh thì chưa có top 3 của riêng mình, nhưng mà anh hy vọng là hôm nay các bạn sẽ thấy rất tốt. Ngoài ra cũng có Hoàng Hương nữa. Nói chung là có rất là nhiều bạn có cảm ơn anh. Cảm ơn vì đã theo dõi kênh Bí mật VBiz. Chúc các bạn những ngày tốt lành.